Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay, mùng 9 tháng 8 là những tin vắn giao thông đáng chú ý. Bến xe khách liên tỉnh phía Nam Đà Nẵng nằm trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, được khánh thành vào tháng 6 năm 2015, tổng vốn đầu tư hơn 130 tỷ đồng. Bến xe này đi vào hoạt động theo quy chuẩn loại 1. Tuy nhiên đến nay phần mặt tiền của bến xe ngổn ngang nhà dân chưa được giải tỏa, nhà đầu tư phải thuê đất của dân để có cổng ra vào. 3 năm qua xuất phát từ việc Đà Nẵng không phân luồng tuyến theo quy định nên xe chưa về bến xe phía Nam. Bến này từng có cổng bảo vệ nhưng hiện tại nhà gác đầy dây leo, kính vỡ toang không được sử dụng. Ông Phan Xuân Viên, giám đốc bến xe phía Nam Đà Nẵng cho biết, mỗi ngày chỉ có 3 tuyến với 9 xe ghé qua. Mục tiêu đầu tư bến xe của doanh nghiệp là phục vụ cho việc đi lại của dân cư phía Nam thành phố. Nhưng đến giờ, việc phân luồng tuyến không được thực hiện như cam kết ban đầu giữa chính quyền và doanh nghiệp. Không được sử dụng thường xuyên, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Cơn bão Nari hồi tháng 10 năm 2013 gây thiệt hại cho bến xe hơn 2 tỷ đồng. Mới đây, mái tôn chính xuống cấp phải thay toàn bộ với chi phí gần 1 tỷ đồng. Theo thiết kế, nhà ga hành khách có công suất 800 đến 1.000 lượt xe một ngày, tương đương với hơn 30.000 lượt khách. Có 4 đường cao tốc sẽ nhượng quyền kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm thu hồi vốn cho ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng các cầu đường mới. Dự kiến đến cuối năm nay sẽ hoàn thành các thủ tục trên để đưa ra đấu thầu nhượng quyền kinh doanh đường cao tốc công khai và minh bạch. Cụ thể, gồm 2 đường cao tốc đã đưa vào sử dụng là thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai dài 55 km, Nội Bài – Lào Cai, Hà Nội – Vĩnh Phúc – Phú Thọ – Yên Bái và Lào Cai dài 245 km. Và 2 đường cao tốc đang xây dựng là Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Đà Nẵng – Quảng Ngãi và Quảng Nam dài 139,5 km và đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh – Long An – Đồng Nai dài 57,8 km. Theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam VEC, đơn vị quản lý 4 tuyến đường cao tốc trên, hiện có nhiều tập đoàn ở các nước châu Âu đang quan tâm tìm hiểu mua lại quyền kinh doanh các đường cao tốc tại Việt Nam. Đây là các dự án có vốn đầu tư lớn nên VEC đang làm các thủ tục về pháp lý như phương án tài chính, hợp đồng về quyền lợi và trách nhiệm của nhà khai thác để trình các cơ quan thẩm quyền. Được biết tổng mức đầu tư cho 4 đường cao tốc trên khoảng gần 5,8 tỷ đô la, trong đó gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Thế giới. Trong thời gian qua, tình trạng xe dù chạy liên tỉnh trên tuyến thành phố Vinh, Nghệ An đi Hương Sơn, Hà Tĩnh đang có chiều hướng gia tăng. Mặc dù hàng ngày có hơn 10 xe dù công khai hoạt động, nhưng lực lượng chức năng thành phố Vinh vẫn không xử lý. Liên quan đến hơn 10 xe kể trên, bến xe Chợ Vinh khẳng định, hầu hết các xe trước đây có đăng ký hoạt động tại bến, nhưng từ ngày có xe buýt hoạt động thì các xe này hầu như không vào bến nữa. Liên quan tới vấn đề này, Công an thành phố Vinh lại đùn đẩy trách nhiệm cho cơ quan khác và viện lý do để không xử lý dứt điểm tình trạng xe dù. Còn Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Nghệ An khẳng định, thời gian tới sẽ yêu cầu đội Thanh tra Giao thông khu vực 1 kiểm tra tất cả những xe không đóng lệnh xuất bến nhưng vẫn hoạt động đón trả khách ngoài bến. Trước đó, trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đã từng xảy ra tình trạng xe khách cạnh tranh không lành mạnh, đánh nhau và gây bức xúc dư luận một thời gian kéo dài. Lực lượng cảnh sát trật tự thuộc công an 12 phường các quận nội thành Hà Nội vừa nhận bàn giao lô hàng xe đạp đầu tiên. Xe đạp được coi là phương tiện mới giúp cảnh sát trật tự công an cấp phường dễ dàng tiếp cận các ngõ ngách, đường phố nhỏ để vận động tuyên truyền nhắc nhở trực tiếp đến từng người dân trên địa bàn. Đây là loại xe đạp thuộc dòng địa hình nam, sơn màu xanh công an có in dòng chữ cảnh sát trật tự công an thành phố Hà Nội trên gióng xe. Theo những thông tin dò dỉ trước đó, trọng lượng của xe đạp TN26 vào khoảng 17,7 kg. Khung gia công bằng các loại thép tiêu chuẩn, xe do công ty sản xuất xe đạp trong nước Thống Nhất thiết kế và chế tạo. Công an Hà Nội cho biết, việc tuần tra kiểm soát bằng xe đạp sẽ giúp lực lượng cảnh sát trật tự công an phường dễ dàng tiếp cận các ngõ ngách, đường phố nhỏ để có thể vận động tuyên truyền nhắc nhở trực tiếp đến từng người dân trên địa bàn. Dự kiến Công an Hà Nội sẽ triển khai thí điểm tuần tra bằng xe đạp trên địa bàn 12 phường tại 12 quận nội thành. Sau 3 tháng thực hiện, Công an thành phố sẽ tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả của việc áp dụng mô hình này để tiến tới nhân rộng trên toàn địa bàn thủ đô. Tập đoàn Siemens Cộng hòa Liên bang Đức đã có một giải pháp công nghệ giúp cho việc phân loại và vận chuyển hành lý tại các sân bay được nhanh chóng, an toàn, chính xác, tránh tình trạng thất lạc. Đó là hệ thống xử lý hành lý Siemens đã được lắp đặt tại cảng hàng không số 3, sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc.
được xem là một trong những hệ thống xử lý hành lý lớn nhất trên thế giới. Hành khách qua cảng hàng không số 3 của sân bay này tăng từ 28 triệu lượt năm 2007 lên 60 triệu lượt vào năm 2015. Theo lời giới thiệu, toàn bộ hệ thống BHS nằm trong một khu vực rộng 12.000 m², tương đương với 17 sân bóng đá tiêu chuẩn. Tại đây có hơn 3.500 kho chứa hàng sớm. Sự kết hợp của băng tải, hệ thống băng chuyển khay đồ và hệ thống phân loại khay nghiêng có chiều dài hơn 68 km. Hành lý của hành khách được vận chuyển chính xác đến từng máy bay, đó là nhờ hệ thống thông tin BSBay IT hiện đại với thiết bị nhận diện tần số radio có thể theo dõi, giám sát và phân loại đơn vị hành lý với độ chính xác lên tới 99,9%. Hành lý của các chuyến bay quốc tế được vận chuyển với tốc độ 10 m/s qua một đường hầm dài 22 km trước khi đến băng chuyển hành lý, so với tốc độ của băng chuyển đai cổ điển thường thấy chỉ đạt mức 2 m/s. Khả năng vận chuyển nhanh chóng như vậy là nhờ có hơn 9.000 motor Siemens được lắp đặt, điều khiển bởi 109 hệ thống phần mềm quản lý logic, sử dụng thiết bị nhận diện tần số radio để theo dõi, quản lý và phân loại đơn vị hành lý. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư 1.000 tỷ đồng để nâng công suất ga hành khách Cảng hàng không Phú Quốc lên 4 triệu hành khách trên một năm. Cụ thể, ACV đề nghị mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không Phú Quốc diện tích từ 24.325 m² lên 36.167 m², đồng thời tăng thêm 4 cầu ống, 8 cửa ra máy bay, 1 băng chuyển hành lý, 3 đảo băng chuyển hành lý nhằm nâng công suất của nhà ga hiện nay từ 2,65 triệu hành khách một năm lên 4 triệu hành khách một năm. Lý do phải nâng cấp nhà ga hành khách Cảng hàng không Phú Quốc là với tốc độ gia tăng hành khách hàng năm từ 28 đến 46%, nhà ga hành khách hiện nay được đưa vào khai thác từ năm 2012 sẽ đạt công suất thiết kế vào khoảng năm 2017, sớm hơn dự báo khoảng 3 năm. Nếu được Bộ Giao thông Vận tải đồng ý, ACV sẽ thực hiện việc mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không Phú Quốc từ tháng 3 năm 2016 và dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác từ tháng 4 năm 2017. Theo Bộ Giao thông Vận tải, nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng do Bộ Quản lý liên tục tăng, năm 2014 là 70.000 tỷ đồng. Vậy nhưng Việt Nam vẫn phải đối mặt với thách thức vô cùng lớn về huy động vốn đầu tư phát triển vì nguồn vốn trong nước chỉ mới đáp ứng những nhu cầu cơ bản thiết yếu. Cụ thể, có 11 dự án kêu gọi vốn đầu tư xây dựng đường cao tốc, gồm dự án cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết, Nội Bài - Hạ Long, Dầu Dây - Liên Khương, Biên Hòa - Vũng Tàu, Phan Thiết - Nha Trang, Quảng Ngãi - Quy Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Mỹ Thuận - Cần Thơ. Còn lại là các dự án cầu đường ở đồng bằng sông Cửu Long, đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng nhà ga xe buýt tại bến xe Chợ Lớn. Theo Bộ Giao thông Vận tải, nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng do Bộ Giao thông Vận tải quản lý đã tăng từ 12.000 tỷ đồng một năm năm 2001-2005 đến 36.000 tỷ đồng một năm năm 2006-2010 và hiện nay đã lên mức 70.000 tỷ đồng một năm năm 2014. Để có thêm vốn đầu tư, nhà nước đã ban hành nhiều chính sách được nghiên cứu và áp dụng, trong đó có hình thức thầu PPP, nhà nước và tư nhân hợp tác, đang thu hút được các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm. Qua kiểm tra thực tế đường dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh gồ ghề oằn lún tại các vị trí cống ngang, Cục Quản lý Đường bộ 4, Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và nhanh chóng khắc phục những hư hỏng trên đường dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương để đảm bảo an toàn giao thông. Qua kiểm tra thực tế đường dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh gồ ghề oằn lún tại các vị trí cống ngang, mố cầu trên đường dẫn, đoạn Tân Tạo - Chợ Đệm và đoạn Bình Thuận - Chợ Đệm. Tuyến đường gom dân sinh, nhiều vị trí hư hỏng mặt đường, ô gà, đù lún nhựa. Rãnh dọc hư hỏng nắp đan và cây cỏ mọc lên cao, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Ngoài ra, tuyến đường dẫn vào đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang hiện rất nguy hiểm đối với tài xế lạ địa bàn. Vì nếu chạy với tốc độ cao trên tuyến đường này, rất dễ bị lật xe do có nhiều chỗ lượn sóng, mấp mô và giảm sóc. Trước đó, Cục Quản lý Đường bộ 4 đã có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh khắc phục những tồn tại trên, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Thưa quý vị, lợi dụng những khoảng trống trong quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ,
nhiều nhà sản xuất nước ngoài đã biến tấu ra loại xe có đầu semi remote, đuôi là ben tự đổ, có 6 trục để làm sao chở được nặng nhất và có thể lưu thông dễ dàng nhất. Nhưng dù có chấp hành đúng quy định kích thước thành thùng, thì hàng nghìn chiếc xe semi remote tải tự đổ mới này đang tung hoành tại nhiều địa phương và là tác nhân gây hỏng cầu đường. Đầu semi remote, đuôi là ben tự đổ. Chính thiết kế có 102 này tạo nên độ hot của loại xe có cái tên Hover. Chẳng thế mà đến nay, đã có hơn 3.000 xe đang hoạt động tại Việt Nam, chưa kể lượng xe lớn đang chờ đăng ký. Với thiết kế 6 trục, nó có thể chở tối đa 48 tấn, cả xe và hàng, theo đúng quy định hiện hành cho xe semi remote thường, nhiều hơn 30-50% so với xe tải 5 trục tự đổ cũ. Song điều vô lý là chiều dài loại xe mới này chỉ bằng 2/3 hoặc hơn một nửa chiều dài semi remote thường do lợi dụng sơ hở của thông tư 07 về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ. Họ lách cái sơ hở của cái thông tư này là không quy định chiều dài cơ sở. Chiều dài thông thường thì các xe semi bình thường thì có chiều dài cơ sở từ cái tâm chốt kéo đến cái tâm trục của cái bánh đầu tiên là khoảng 6,5 m trở lên. Thế nhưng loại này thì nó rất ngắn, dưới 6,5 m, thậm chí là dưới 4,5 m. Thế như vậy là đã ngắn thì nó sẽ tác động đến hệ thống cầu rất lớn. Do các trục được kéo gần hơn, khiến chiều dài toàn bộ xe này chỉ khoảng 10 m, trong khi semi remote bình thường dài từ 15-18 m. Điều này giúp xe chở được nhiều hàng hơn, trong khi vẫn đủ gọn để lưu thông tại nhiều tuyến đường nhỏ hoặc có địa hình phức tạp như xe tải 4 trục tự đổ cũ. Số lượng trục của xe giữa xe dài và xe ngắn như nhau. Thì nếu xe càng dài thì các cái trục, khoảng cách giữa các trục nó sẽ được thưa hơn. Thưa hơn như vậy là lực tác dụng của các trục lên đường nó cũng sẽ thưa hơn. Còn đối với xe ngắn thì lực tác dụng lên trục nó sẽ dày hơn trong một cái đoạn đường. Và như vậy là cái chịu tải của đường sẽ gì? Bị chịu tải nhiều hơn so với cái xe dài kia mà bố trí trục thưa. Điều này đặc biệt gây ảnh hưởng đến hệ thống cầu. Theo tính toán, nếu là xe 6 trục với chiều dài thông thường khi lưu thông trên cầu, thì ít nhất đã có một trục nằm trên trụ hay mố cầu. Lực tác động của xe lên cầu sẽ vì thế mà được phân tán. Trong khi với loại xe mới này, vì ngắn nên cả 6 trục sẽ nằm gọn ở giữa nhịp cầu. Cầu sẽ phải chịu tác động lớn hơn nhiều và vì thế mà nhanh hư hỏng. Không chỉ thế, theo các chuyên gia về cơ khí ô tô, hai xe cùng số trục, cùng tải trọng, cùng vận tốc, khi phanh, xe có chiều dài ngắn hơn sẽ không ổn định bằng và dễ lật hơn. Cái này thì ngay sau khi mà cái loại xe này về Việt Nam thì Bộ Thông vận tải cũng phát hiện thấy có vấn đề bất thường và Bộ đã cho nghiên cứu và hiện nay thì kết quả đã chứng minh là cái bất lợi của xe này và đã đưa vào thông tư và cái hướng là đưa vào thông tư ở cái quy định về cái chiều dài cơ sở. Nếu chiều dài cơ sở của anh mà bằng những cái xe semi remote bình thường thì anh được 48 tấn, còn anh ngắn hơn thì anh nhỏ hơn. Không chỉ là tác nhân gây hỏng đường, hơn 3.000 xe semi remote tải tự đổ này đang đe dọa sự an toàn của người và phương tiện lưu thông. Trong khi Bộ Giao thông Vận tải đang cố sửa chữa những lỗ hổng về mặt chính sách, thì hàng ngày vẫn có rất nhiều loại xe này nhập về Việt Nam. Và theo ước tính, đến khi thông tư có hiệu lực, số xe này có thể nhiều gấp đôi hiện tại. Bản tin giao thông an toàn ngày 9 tháng 8 của VTC14 sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.